Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ Duy Khánh Hải Phòng. Vâng, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay, em lại review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng, một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một mẫu xe quốc dân, nồi đồng cối đá. Và cái đời 16 này thì form dáng đã rất là đẹp rồi. Toyota Vios có năm sản xuất 2016 bản E xịn, máy xăng số sàn, động cơ 1.5, một chiếc xe tư nhân chính chủ với mức giá là 382 triệu đồng, một chiếc xe không taxi dịch vụ, không đâm xô tai nạn ngấm nước, mang biển kiểm soát 62A505410, sơn xi màu bạc, sơn xi rất đẹp, 382 triệu đồng thưa các bác nhé. Vâng, bác làm mà đúng chất mẫu xe này, nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240, có kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể trao đổi thêm thông tin về giá cả. Chiếc xe được sơn xi rất đẹp các bác nhé, có hạn đăng kiểm tháng 1/2022, Toyota Vios. Phanh đĩa 4 bánh các bác nhé, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương, cụp xòe đầy đủ, xe tay nắm cửa, chân ốp inox mạ chrome, chân kính về mưa đầy đủ, vô lăng méo. Toyota Vios 2016 EC, xe gia đình không taxi dịch vụ, vô lăng còn rất mới các bác này, thật thì rất tươi, rất sáng. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh và bấm nút chuông bên phải màn hình để cập nhật những mẫu xe mới nhất để em đưa lên. Chưa đến 400 triệu đồng. Bác đã sử dụng một chiếc xe đời rất là cao, 2016 Toyota Vios. Xe huyền thoại đi vào ngành giao thông miền Bắc Việt Nam. Kèo đinh bấm zin này, dòng xe này thì chạy rất là lành, xe thì tiết kiệm nhiên liệu, xe đan hai đầu nhưng chỉ trang bị 1.5 thôi mà đi cũng rất là khỏe. Phần gương kính chỉnh điện đây, cụp xe đầy đủ, phần táp ly đây, cánh trước bên lái này, đó, keo chỉ zin 4 cánh nhé các nhé. Bốn bánh na răng đúc rất là mới, lốp thì rãnh lốp rất là sâu, 70-80%. Mua lốp thì những cái đời này thì không cần bàn tới các bác nhé, mua lốp thì sạch sẽ. Vâng, đó, khoang cốp đây các bác, cốp thì rất là sạch sẽ này, tem mác sản xuất đây các bác này. Lốp sơ cua đây, khoảng cốp thì quá là sạch sẽ này các bạn này, sàn này cực kỳ sạch sẽ nhé, 2016 đẹp như mới các bạn, 382 triệu đồng thì các bạn nhé, 382 triệu đồng thì bên em vào rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 để sở hữu cho mình một chiếc xe vừa đẹp vừa rẻ. Chiếc xe đây được trang bị màn hình cam lùi các bác nhé, cam lùi đây. Cam lùi nó màu tối này. Em sẽ tiến về phần gầm bệ rồi. Gầm bệ của chiếc xe đây rất là sạch sẽ này, form dáng cực kỳ là cứng cáp, hai cụm đèn phanh đèn hậu đây cực chất các bác nhá. Chiếc xe này bên em có bao cho các bác để test hãng, test các kiểu các bác nhá. Xe tư nhân một chục, tay nắm cửa ốp inox mạ chrome. Cột kèo đinh bấm 4 cánh là zin hết các bác nhá,
Đó, duy nguyên bản, một chiếc xe không đâm sâu tai nạn ngập nước. Vâng, Tết Nhất đến nơi rồi, các bác cũng phải tranh thủ để mà lựa chọn trang bị cho gia đình một chiếc xe đi lại tránh mưa tránh rét. Sắp tới thì trời mưa giờ phùn gió bắc rồi, chưa đến 400 triệu đồng. Toyota Vios bản E xịn, con năm sản xuất 2016, máy xăng số sàn, động cơ 1.5. Đó, cột kèo đinh bấm zin hết. Đó, đến tháng 1 2022, 382 triệu đồng thôi. Con xe này thì chạy cực lành. Bác về cứ việc là đổ xăng này, thay dầu, thay nước mát đúng thời điểm, đúng thời gian quy định, và cứ thế là chạy rồi các bác nhé. Xi nhan tích hợp trên đó là rằng rất là mới, lốp lát rất là đều nhau, sườn xi căng mọng, đẹp toàn xe, đẹp như mới. Sau đây em sẽ tiến về phần này, nội thất này. Tháo đồng hồ đây các bác. Đó. Máy nổ rất ok. Quả số đây. Phanh tay. Gương cụp xe. E xịn, không taxi dịch vụ. Điều chỉnh rất dễ dàng. Kính này, đèn chân, gương chỉnh rất dễ dàng các bác nhé. Còn xi nhan, phun nước gạt mưa đầy đủ, màn hình Acam nùi. Mát các bác nhé. Màn hình rất là xinh xò, nguyên bản các bác nhé. Vâng, sau đây sẽ tiến về phần khóa máy này. Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Toyota Vios bản E xịn, có năm sản xuất 2016, máy xăng số sàn, động cơ 1.5. Đó, máy nổ rất êm các bác nhé. Ốc trần máy này vuông đét này các bác nhé. Đó, máy móc khô ráo sạch sẽ. Đó, nhà bây giờ đây bánh đã 4 bánh. Phần u đằng sau này các bác này, một phần này đeo chỉ lắp cabo zin, không đâm sâu tai nạn ngập nước.
Vâng, vừa rồi em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng, một chiếc xe mẫu xe quốc dân đến từ thương hiệu Nhật Bản Toyota Vios, có năm sản xuất 2016, bản E xịn, máy xăng số sàn, động cơ 1.5, một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, 382 triệu đồng. Vâng, 382 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này, nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể trao đổi thêm thông tin và giá cả để có thể tìm cho mình được một chiếc xe ưng ý nhất, đẹp nhất, hợp lý nhất các bác nhé. Vâng, em xin được kết thúc video đây, em xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.